Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài APN để vào mạng cho máy tính bảng qua tab. Đây, giới thiệu về máy tính bảng. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài. Các bạn lắp sim là ở góc bên này. Cậy cái chỗ góc này ra, lắp sim vào. Khởi động lại máy. Khởi động lại máy thì máy sẽ nhận sim và chưa thể vào mạng được thì các bạn kéo xuống này. Kéo xuống vào cài đặt này, setting này. Đấy. Vào setting thì các bạn vào phần này. Đấy. Chọn vào mobile network. Máy chỉ nhận sim Viettel nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cài APN của Viettel luôn. Chọn tiếp, chọn vào tiếp. Chọn tiếp phần name, các bạn để bất kỳ gì cũng được. Đây mình để Viettel APN. Đây các bạn quay nhìn cho rõ. Đấy, các bạn gõ như này, ấn OK, sau đó ấn vào ba chấm bên này, lưu lại, xong sóng sẽ lên luôn. Đây đã lên 4G. Như thế là xong.